Sau đây anh sẽ chỉ cho các em cách phân biệt cua. Cái thứ nhất là con cua gạch. Cua gạch nó thường là nó là con cua cái. Còn bên đây là con cua đực, thì con cua này nó là người ta gọi nó là cua y. Còn con cua cái thì người ta gọi nó là cua gạch ha. Thì nó sẽ có cái cách phân biệt nó như thế này. Có nghĩa là cái con cua cái là cái mai nó ở đây nè, nó tròn không? Thì nó là con cua gạch. Còn chỗ này là cái mai của nó, đây là cái mai vuông. Thì chỗ này cái vuông hình tam giác này á, là người ta gọi nó là cua y hay là gọi là con cua đực. Nghe chưa? Đó. Thì để ở đây là mình phân biệt giữa hai con cua, và cua gạch và cua y. Đó. Thì bây giờ á, để làm sao để mình biết được cái con cua gạch nào gọi là con cua gạch ngon và chắc và nhiều gạch ở trong đó, thì chúng ta có những cái bước mà kiểm tra con cua như thế nào. Thì đây là cái bước kiểm tra của dựa, ở mấy bên dựa cua, là để người ta làm sao để người ta kiểm được con cua ngon. Thì đầu tiên á, là người ta sẽ là cái mai này lên, người ta sẽ bóp vào đây chỗ cái mai này. Thì khi bóp cái mai này á, cái độ cứng của cái mai này nó có một cái độ cứng nhất định, tức là con cua nó đang chắc, con cua nó chắc thịt và nó sẽ ngon trước cái đã. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ bóp vào cái ngoe ở mấy bên đây, thì người ta sẽ có thấy cái ngoe của nó rất là dung thịt, thì chứng tỏ là con cua gạch này nó đang có thịt nhiều và nó chắc. Và người ta muốn biết nó có gạch nhiều hay không thì người ta sẽ tách ở phần này, người ta sẽ tách trong cái phần cái mai cua này ra. Khi mà người ta tách trong cái mai cua này ra nè, cái mai cua này nó đó đó, thấy cái lớp gạch son ở trong này không? Đó, cái lớp gạch son này của con cua này đó, chứng tỏ là cái lớp gạch son này, đây là một con cua gạch son rất là ngon. Thì để mà biết được con cua gạch son này nó có gạch rồi đó, nhưng mà gạch nó nhiều hay ít, thì thường là người ta sẽ sử dụng một cái cây đèn lát. Thì để ở đây anh sẽ chỉ cho em coi là để làm sao để mình coi mình biết được một cái con cua ngon. Thì mình sẽ soi cái mai cua, đèn để người ta sẽ soi nó vào. Thì trong cái dùng đèn nó sẽ soi vào thì mình sẽ thấy được một cái ánh sáng của nó ở trong này là nó đặc hết, thấy chưa? Thì khi mà nó đặc lên tới trên này luôn như vậy, chứng tỏ là con cua này là cái gạch của nó đã ra tới cái gai của con cua. Thì một xíu nữa là chúng ta sẽ làm vào thịt con cua này và chúng ta sẽ mở nó ra để chúng ta coi cái gạch nó sẽ đầy đến mức độ nào. Đó. Một mặt khác nữa là chúng ta sẽ thường là ở những nhà hàng, người ta sẽ lựa con cua và người ta sẽ gõ vào con cua này. Thì khi mà gõ vào cái con cua này như thế này thì nó nghe một cái tiếng rất là thanh, chứ nó không có giống như tạo ra một cái lớp lộ bọng ở phía trong. Thì khi mà bọng ở phía trong tức là con cua này là con cua nó bị ốp và nó ít gạch. Nhưng mà khi mà mình gõ như thế này, nó kêu rất là thanh như thế này, thì chứng tỏ là con cua này nó chắc và nó rất là đầy thịt. Đó, đã rất là đầy gạch ở trong này, chưa? Đó, đây là một cái con cua gạch, là một con cua gạch ngon. Một mặt nữa thì chúng ta sẽ lựa con cua đực. Thì con cua đực thì chúng ta sẽ lựa nó đơn giản hơn rất là nhiều. Cái thứ nhất á, là con cua đực chúng ta sẽ lựa và chúng ta cũng bóp cái phần mai dưới này của nó. Thì cái phần mai dưới này nó rất là cứng, chứng tỏ con cua này nó rất là cứng rồi. Cái thứ hai nữa thì người ta cũng lựa cua gạch để cho nó có thịt nhiều, cua thịt thì phải có thịt nhiều, thì chúng ta gờ vô trong cái này thì cái phần của cái này nó cũng rất là cứng để chúng ta biết là nó có thịt hay không. Và thêm một phần nữa rất là quan trọng của cái con cua thịt đó là chúng ta bóp vào trong cái mai này. Cái mai này cực cứng, thì những cái con cua nào mà nó là những cái con cua mà nó không có gạch, người ta gọi là cua không có thịt, gọi là cua ốp á, thì khi mà chúng ta bóp vào chỗ này nè, nó rất là mềm. Đó. Mà khi mà chúng ta bóp vào như thế này, nó rất là cứng như thế này, chứng tỏ là con cua nó rất là đầy thịt ở trong này, không? Thì cũng giống như vậy, thì để coi con cua nó có ốp hay không. Đó, con cua này nó kêu cái tiếng nó rất là thanh nó như thế này. Còn không thì nó kêu bọc 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 ở phía trong. Thì cái con cua mà kêu như vậy thì chắc chắn là mình luộc ra con cua nó không có thịt. Còn con cua này nó sẽ rất là nhiều thịt. Một mặt khác nữa thì có những người ta kinh nghiệm nhiều á, là người ta sẽ cầm con cua này lên. Thì có một cái độ nặng nhất định của con cua này, giữa người ta sẽ phân biệt được giữa con cua mà thịt ít và thịt nhiều. Thì khi mà nó thịt nhiều á, nó có cái cảm giác là nó sẽ trì cái tay mình xuống cùng kích cỡ với nhau, nhưng con cua nó sẽ nặng hơn.
thì con cua nó sẽ nhiều thịt hơn và nó sẽ chắc hơn, khi mình ăn nó rất là ngon. Đó,